một dòng xe cực kỳ phổ biến và thu hút được sự chú ý của rất nhiều người trước đây. Và nay chiếc xe đã được đưa trở lại thị trường với chiếc xe Coupe 81 Aspero D-Tech. Và chiếc xe này đã trở thành mẫu xe được rất nhiều người lựa chọn nhờ có giá thành tốt, kiểu dáng cổ điển nhưng vẫn cực kỳ bắt mắt, đồng thời cũng rất tiết kiệm xăng. Bên cạnh đó, chiếc xe cũng có một lớp sơn sáng bóng đẹp mắt cùng với nhiều màu sắc trẻ trung và hiện đại cho bạn thỏa thích lựa chọn. Về thiết kế, xe sở hữu thiết kế tròn trịa, tinh tế, kết hợp giữa nét hoài cổ và hiện đại cùng với màu sắc được phối hợp bắt mắt, mang đến những cá tính khác biệt cho người sử dụng. Đầu xe Coupe 81 được thiết kế tối giản với đèn pha cho khả năng chiếu sáng tốt, không bị tản mát, thuận tiện cho người dùng trong điều kiện thiếu sáng. Đèn xi nhan tròn và nhỏ gọn giúp cho đầu xe thon gọn và thẩm mỹ hơn. Mặt đồng hồ hiển thị trên đầu xe được thiết kế đơn giản với bo góc, tạo ra cảm giác thân thiện. Cụm đèn hậu và đèn phanh được trang bị ánh sáng đỏ và vàng khá nổi bật và cuốn hút. Gương chiếu hậu cũng được thiết kế tối giản để tạo nên một nét tinh tế và thanh lịch. Yên xe được thiết kế tách rời trước sau và được bọc da mềm. Độ cao từ yên đến mặt đất là khoảng 750cm, rất thích hợp cho chiều cao trung bình của người Việt Nam. Hệ thống giảm xóc ở ống trụ trước và trụ sau đều có gạt điều khiển khi xe chở 1 đến 2 người, giúp xe hoạt động hiệu quả, êm ái. Phần bô xe được mạ inox với thiết kế nhỏ nhắn, tinh tế và lịch lãm. Xe được trang bị động cơ 4 kỳ làm bằng công nghệ tân tiến, làm mát bằng không khí, nhỏ gọn, hoạt động trơn tru, êm ái, tiết kiệm nhiên liệu. Bùng đốt thiết kế mới làm tăng khả năng đốt cháy giúp động cơ hoạt động mạnh mẽ hơn, ít khí thải và thân thiện với môi trường. Với những ưu điểm của mình thì Coupe 81 Aspero D-Tech đúng là một sự lựa chọn hoàn hảo, rất xứng đáng so với những sản phẩm của phân khúc khác. Để biết thêm thông tin chi tiết về dòng sản phẩm Coupe 81 Aspero D-Tech thì các bạn có thể truy cập vào website xebaonam.com hoặc gọi điện tới hotline mua hàng 0979 66 22 88.